Hải Yến xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, nhắc đến mộc tinh là chúng ta thường liên tưởng ngay đến vết đỏ lớn. Đây là một cơn bão xoáy nghịch trên mộc tinh. Nó nằm ở 22 độ phía nam đường xích đạo. Theo những gì chúng ta biết, cơn bão vết đỏ lớn này đã tồn tại suốt trong hơn 300 năm qua. Nó lớn đến mức bạn hoàn toàn có thể quan sát nó qua các kính thiên văn nghiệp dư từ trái đất. Trong nhiều thập kỷ quan sát cơn bão khổng lồ, các nhà khoa học phát hiện dường như vết đỏ lớn đang dần co lại. Không những vậy, tốc độ của các cơn gió ở khu vực này đang tăng lên. Vậy điều gì đang xảy ra ở vết đỏ lớn của mộc tinh? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Mộc tinh là hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời và là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Đây là một khối cầu khí khổng lồ. Khối lượng của nó được ước tính gấp khoảng 2,5 lần khối lượng của tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời cộng lại. Do đó, mộc tinh luôn được coi là anh cả của hệ mặt trời. Mộc tinh mất khoảng 11,86 năm trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo quanh mặt trời. Trong khi đó, nó mất khoảng 9 giờ 55 phút 30 giây để hoàn thành một vòng quay quanh trục. Chính bởi vậy, mặc dù đây là hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời, nhưng nó cũng là hành tinh có tốc độ tự quay nhanh nhất. Vận tốc quay tại xích đạo của mộc tinh lên tới 12,6 km trên giây, tương đương khoảng 45.000 km trên giờ. Chính bởi vậy, đây được coi là một hành tinh khắc nghiệt bậc nhất trong hệ mặt trời. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2020 là khoảng thời gian mộc tinh có vị trí thích hợp nhất để các kính thiên văn quan sát vết đỏ lớn. Chính bởi vậy, NASA đã thực hiện hàng loạt quan sát vết đỏ lớn từ kính viễn vọng không gian Hubble trong khoảng thời gian này. Kết quả cho thấy một điều rất thú vị, đó là gió ở vòng ngoài của vết đỏ lớn đã tăng 8% vận tốc. Ở thời điểm hiện tại, các nhà khoa học thường đo được tốc độ gió ở vòng ngoài vượt qua mốc 100 m trên giây, tức lớn hơn 360 km trên giờ. Trong khi đó, khoảng một thập kỷ trước, vận tốc gió ở khu vực này chỉ khoảng 90 m trên giây, tương đương 324 km trên giờ. Điều này cho thấy, vận tốc gió ở khu vực vòng ngoài của vết đỏ lớn đang tăng tốc theo thời gian. Đây phải nói là vận tốc gió siêu khủng khiếp. Ở trên trái đất, dường như không có bất kỳ một cơn bão nào có thể đạt vận tốc gió như vậy. Bởi vì sức gió mạnh nhất ở trái đất có thể ghi nhận tới cấp 17, tức gió giật trên 220 km trên giờ. Con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với sức gió 360 km trên giờ ở vòng ngoài vết đỏ lớn. Khi phát hiện ra sự tăng tốc độ gió ở vòng ngoài vết đỏ lớn, các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau của sự việc này. Nhưng rất tiếc, kính viễn vọng không gian Hubble chỉ có thể quan sát được ở bên trên, nó không thể nhìn sâu vào cơn bão. Do đó, các nhà khoa học không biết điều gì đã khiến cơn gió tăng tốc theo thời gian. Các nhà khoa học đang trông chờ vào những dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA, khi nó được trang bị những công cụ nhìn sâu vào cơn bão nhằm lập bản đồ của cơn bão. Đây là con tàu vũ trụ đã được NASA phóng đi vào không gian năm 2009. Nó hiện tại vẫn đang hoạt động trên quỹ đạo của mộc tinh. Tất nhiên, trong quá trình hoạt động, thi thoảng Juno mới có cơ hội nhìn sâu vào cơn bão, bởi vì không phải lúc nào nó cũng tiếp cận được cơn bão. Do đó, các nhà khoa học cần tổng hợp thêm dữ liệu trong nhiều năm mới có thể đưa ra những lý giải phù hợp cho sự tăng tốc độ gió ở vòng ngoài. Không chỉ có sự thay đổi về tốc độ gió ở vòng ngoài, vết đỏ lớn cũng đang thu hẹp về kích thước theo thời gian. Theo báo cáo của phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực JPL của NASA cho biết, vết đỏ lớn của mộc tinh đang dần bị thu hẹp, nó có thể sẽ biến mất hoàn toàn trong 20 năm tới. Theo những dữ liệu thống kê cho thấy, hiện tại vết đỏ lớn đã thu hẹp khoảng 17 độ kể từ năm 1800. Ở thời điểm đó,
Vết đỏ lớn có kích thước vào khoảng 56.000 km, gấp khoảng 4 lần đường kính trái đất. Nhưng ở hiện tại, kích thước của nó chỉ gấp khoảng 1,3 lần đường kính của trái đất mà thôi. Do đó, sớm muộn nó sẽ biến mất trên mộc tinh. Đây có lẽ là một hệ quả tất yếu, sẽ không có một cơn bão nào có thể tồn tại mãi mãi. Theo tính toán của các nhà khoa học, vết đỏ lớn có thể đã tồn tại trên mộc tinh khoảng 350 năm. Tuy rằng ở thời điểm hiện tại, kích thước của nó đã bị thu hẹp, nhưng nó vẫn là cơn bão lớn nhất hệ mặt trời mà chúng ta có thể quan sát. Theo các nhà khoa học, hình bầu dục nằm ở tâm vết đỏ lớn quay ngược chiều kim đồng hồ với chu kỳ khoảng 6 ngày trái đất. Đám mây cao nhất trong cơn bão, nó cao hơn khoảng 8 km so với các đám mây ở vùng xung quanh. Nếu một ngày nào đó, vết đỏ lớn của mộc tinh biến mất, nhiều người tin rằng sẽ có vết đỏ lớn khác thay thế. Vào tháng 5 năm ngoái, một cơn bão mới lần đầu tiên được phát hiện trên mộc tinh bởi nhà thiên văn học nghiệp dư Clyde Foster. Cơn bão này nằm ngay sát bên dưới cơn bão khổng lồ vết đỏ lớn. Ngay sau khi phát hiện, nhằm tôn vinh người đầu tiên phát hiện ra nó, các nhà khoa học đã đặt tên của cơn bão là tên của nhà khoa học nghiệp dư Clyde Foster. Các bạn quan sát trên màn hình, đây là bức ảnh do nhà thiên văn học nghiệp dư chụp được. Ghi nhận ban đầu cho thấy, cơn bão này mới xuất hiện trên mộc tinh cách đây không lâu. Bởi vì trong những lần bay qua khu vực này, vào trước thời điểm tháng 5 năm 2020, tàu vũ trụ Juno không phát hiện ra cơn bão, do đó nó chắc chắn là cơn bão mới được hình thành. Ngay sau khi nhà thiên văn học nghiệp dư phát hiện ra cơn bão, Juno cũng đã chụp hình lại hình ảnh của cơn bão. Và đây là hình ảnh của Juno gửi về trái đất. Các nhà khoa học cho biết thêm, họ sẽ quan sát và nghiên cứu kỹ hơn về cơn bão mới này nhằm có thêm hiểu biết về những hoạt động của mộc tinh và có thể trả lời câu hỏi nếu vết đỏ lớn biến mất, có cơn bão nào đủ sức để thay thế nó hay không? Công bằng mà nói, trong các hành tinh trong hệ mặt trời, mộc tinh vẫn là một trong những hành tinh đáng được chú ý nhất. Với lực hấp dẫn siêu lớn của hành tinh khí nặng gấp 318 lần trái đất, mộc tinh trở thành tâm điểm thu hút các tiểu hành tinh, các thiên thạch lao về phía nó. Nhờ vậy mà các hành tinh phía bên trong như hỏa tinh, trái đất, kim tinh hay thủy tinh được an toàn hơn. Nhiều người cho rằng mộc tinh là một người bảo vệ thầm lặng cho sự sống trên trái đất. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng đồng tình với quan điểm đó. Vào đầu năm 2020, giáo sư tiến sĩ Kevin Grazier, một nhà vật lý thiên văn danh tiếng đang giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Mỹ, tiết lộ rằng mộc tinh không phải lúc nào cũng hút hết vật thể nguy hiểm về phía mình. Đôi khi chính lực hấp dẫn siêu lớn của nó làm các thiên thể chệch hướng và tăng tốc lao vào khu vực bên trong. Điều này có nghĩa trái đất và các hành tinh phía bên trong có thể có nguy cơ dính đạn. Chính vì vậy, tiến sĩ cho rằng gã vệ sĩ mộc tinh có một đời sống hai mặt. Một mặt nó là vệ sĩ của chúng ta, mặt còn lại nó vô tình tăng tốc các thiên thể và làm đổi hướng chúng lao về phía trái đất. Các nhà khoa học cũng đang xem xét thêm nhiều chi tiết để xem gã khổng lồ mộc tinh giúp chúng ta nhiều hơn hay là nó phá phách nhiều hơn. Chúng ta cùng chờ xem trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ công bố như thế nào về bản chất thực sự của mộc tinh. Xem nó có phải là người vệ sĩ thực thụ hay là một kẻ phá hoại. Còn việc phát hiện gió ở khu vực riêng ngoài vết đỏ lớn đang tăng tốc và kích thước của vết đỏ lớn đang co lại, có lẽ đây là một điều tất yếu của tự nhiên. Hy vọng rằng nếu vết đỏ lớn biến mất, mộc tinh sẽ có một vết đỏ lớn khác thay thế, để mỗi khi chúng ta quan sát hành tinh lớn nhất hệ mặt trời, chúng ta lại được chiêm ngưỡng những cơn bão đặc trưng trên hành tinh khí khổng lồ. Video của Tốt Thú Vị đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích cùng Tốt Thú Vị. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!